Hello, em chào cả nhà nha. Em chúc cả nhà mình buổi chiều vui vẻ. Đây là vừa mới tắm cho anh Nhân xong thì bây giờ sẽ là thay băng gạc cả nhà ơi. Thay băng gạc ở Hello, xin chào các nhà nhé. ở cái vết bằng quang mà Vết giữa bạc quang. cái giữa đây là giữa bằng quang cả nhà. Máy hình lớn số là ù. Lớn số ù đấy. Bị ấy, có nhà bị rung 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 rung. Bạn bè anh theo lớp cũ xa đi dần đất đôi tôi lại chiến buồn buồn nhau mấy đắm mắt theo bao hư ảo tưởng. Là anh đi karaoke okay, nghe em sao là anh trốn em đi, anh đi hát karaoke okay. Rồi Tự nhiên em hát theo karaoke của cả nơi có một chân đê có hồng xe đê đây là cái cồn đỏ cả nhà, cái nước cồn đó, nước cồn để mình sát trùng ấy. Đây là bông gạc ta đánh ba đánh đúng. Đây là bông gì nhỉ, bông gòn. Và cái tanh cái kéo, rồi đây là băng kẹp xé, băng keo dán vết thương. Đây là còn kẹp xé. Thế là mình sẽ bỏ cái gì nhỉ, cái nước cồn đỏ vào xong rồi giữ ra là này. Nó rất là khô nhưng không, cái là ở đây là cái của mỗi lần mình tắm lau chùi tắm là nó sẽ bị cái ống đường ống dẫn này là nó sẽ bị ướt, cho nên là ướt là nước lạnh, nên là bỏ cái nước cồn vào rồi mình rửa và mình rửa cái vết gọi như là vết nước lạnh để cho nó khô khô cái này. Rồi ok. Và bây giờ cái này thì nó ướt à, nó quên, thì nó khô, nó không nói chung là nó không bị làm sao lắm, nhưng không cái là cái vòi ống là mình sợ là bụi bặm nó sẽ bám vào, cho nên là sẽ lấy một tí cái bông băng này là mình sẽ băng lại. Hết cả nhà, bây giờ như thế là xong rồi ạ. Đấy. Mỗi một ngày thay một lần. Mỗi một ngày thay băng một lần. Băng ra ngày đẹp tí cho người ta chuyển đắm. Đắm đâu đấy. Tăng, em bước đi lòng anh chí xa. Đây có ý kiếm những bước cho năm quét cũng với chị tâm. Này dám bé ở đâu cho anh xin tiếp với chị tâm. Bé ở bên tế. Ho mày. Dạ chưa gì, cái áo đã sắm lại rồi. Sắm lại. Cho nào em cho cái tay kia nào. Nào. Chị cho áo nổi không nào.
Ây chà. Lấy mặc áo xong thì kéo cho nó phẳng phiu lại là lưng nó bị chuồn cái áo đó. Ui. Rồi bây giờ let's go đi chơi. Chơi thôi. Mình ra lọ mình ngắm những cô gái chân dài đi. Cắt gì? Có gì cắt đấy. Có gì đâu để cắt. Em cho nhân lên xe để đi ra ngoài chơi rong rong cho nó thư giãn cái cả nhà ơi. Cho nó khỏe. Lát nữa ra ngoài em lại quay tiếp ạ. Và hôm nay là mẹ bán dừa cho nên là em thấy cho nhân ra bên ngoài đi quay bán dừa một chút xem người ta đếm dừa. Cả nhà theo anh nhân ngày em đi ra ngoài kia đếm dừa nhé cả nhà ơi.